Thưa quý vị, cuối năm và cận Tết là thời điểm hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trở nên sôi động, mà nóng nhất chính là vấn đề ma túy. Tháng 12 vừa qua, cơ quan chức năng đã triệt phá thành công nhiều vụ việc Trước tiên phải kể đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an đã phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan lập một chiến công lớn khi phá thành công chuyên án thu giữ 446 bánh heroin chặn đứng đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và xuất đi Đài Loan Trung Quốc do nhóm đối tượng người Đài Loan cầm đầu. Theo ban chuyên án, từ thông tin trao đổi với phía Đài Loan Trung Quốc, lực lượng chức năng đã điều tra, theo dõi và phát hiện bắt giữ 446 bánh heroin nói trên trong xưởng sản xuất đóng gói mặt hàng băng keo nhựa PVC tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, ma túy được cất giấu trong nhiều bao hàng nhựa chuẩn bị đóng gói vào container để xuất khẩu đi Đài Loan, Trung Quốc. Để triệt phá thành công đường dây này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, Bộ Công an xây dựng và triển khai chuyên án 419G. Đồng thời, Tổng cục Hải quan chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh chuyên án MT-619, giao cục điều tra chống buôn lậu làm trưởng ban chuyên án, chỉ đạo và phối hợp trực tiếp với C04 tham gia phá án vào ngày 3 tháng 11 năm 2019. Chuyên án MT-619 thành công là thành tích lớn nhất từ trước đến nay do cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan xác lập trên địa bàn các tỉnh phía Nam triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Việt Nam đi Đài Loan do các đối tượng cộm cán người Đài Loan chỉ đạo điều hành. Hiện tăng vật, đối tượng vi phạm đã được bàn giao cho C04 Bộ Công an để tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật. Ghi nhận thành tích của ban chuyên án, ngày 6 tháng 12, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan đã tổ chức khen thưởng các lực lượng tham gia phá án.